Thần Cương đã đem cái thương ra rồi. Nếu được ngắm ly qua thương của Tiết phu nhân, thiệt là một việc hân hạnh lắm. Cô đã quá khen rồi. Lê Quê xin thất lễ, mời ra ngoài qua viên trước. Mời. Cương à, chúng mình ra ngoài đi. Sao đến nói vậy? Cương à, đưa cái thương cho mẹ. Phúc đó, bảo nó đi tìm đại phu thôi, sao lâu quá vậy hả? À, đúng rồi thằng Phúc mà. À, Lê Quê, có biết bệnh gì không hả? Cháu cũng không biết, phải chờ đại phu tới bắt mạch mới biết là bệnh gì được. À, Tiền lão tổ à, ông ngồi xuống nghỉ chút đi. Bây giờ thằng Cư đã được ổn định rồi, nóng lòng cũng vô dụng thôi. Ổn định thì được rồi, nếu không là bớt một người chơi với ta đó. Tiếng đại ca tỉnh lại rồi. À, Cương. Cương à, con thấy sao hả? Cháu thấy sao hả? Con không sao, nhưng mà thấy hơi nhức đầu thôi. Cương à, sao con có bệnh mà không nói cho cháu biết? Đâu có, giờ con không sao. Cái thằng nhóc con này, thằng nhóc con, mày nói mày không sao hả? Mày mới có phúc tầm phòng mà không có nói với cha mẹ mày sao? Dạ không, vì cháu sợ cha mẹ lo. Hồi nãy con làm gì con không nhớ chút nào hết. Hồi nãy xém chút con đã đánh mẹ bị thương đó. Cương à, mai này nếu con không khỏe nhớ nói cho mẹ biết, đừng để cha mẹ lo lắng nha con. Xin lỗi mẹ, hồi nãy con không thể tự kiềm chế mình. Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao, nhưng mà vừa rồi con đã xém chút đánh trúng quận chúa đó. Quận chúa, xin thứ lỗi hồi nãy thất lễ. Giờ anh khỏe lại chút nào không? Khỏe lại rồi, cảm ơn quận chúa. Vậy thì hay quá, anh nghỉ ngơi cho nhiều nha Tiết đại ca. Giờ tôi cáo từ trước. Tiết phu nhân, mai này mong được ngắm thưởng võ công của Lê Hoa Thương. Vậy tôi không giữ quận chúa nữa. Lão già, làm phiền anh tiễn khách giùm em nha. Quận chúa mời. Ê, ê, chờ ta nhớ, ta cũng đi mà. Lão tổ, sao không ngồi chơi chút? À, ta định tới để phúng điếu thần quý rồi uống một bữa no nè với cháu. Ai về gặp đứa nhỏ bị bệnh mất hết nhà hưng. Vậy được, lần sau ông tới đi, cháu sẽ uống say sưa với ông. Đừng có gạt mà ngày nhóc con. Nhóc con, nghỉ chút đi, tao đi đó. Con chút mời. Cương à, bây giờ cha đã ra ngoài, con cho mẹ biết đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Con bị thất tâm phong. Thất tâm phong? Con thật mắc bệnh này sao? Có từ hồi nào? Con không biết. Nếu như chỉ bị thất tâm phong, mẹ tin rằng đại phu sẽ chữa khỏi cho con. Nhưng mà mẹ chỉ mong con từ nay đừng làm đường lạc lối nữa. Mẹ yên tâm đi, con biết tự săn sóc lấy mình mà. Giờ con không sao rồi. Nè, vậy từ nay con ở lại nhà cho nhiều một chút. Một là dưỡng bệnh, hai là tu tâm dưỡng tánh. Đừng có ra ngoài gây chuyện nữa nha. Dạ con biết. Con nằm nghỉ chút đi, lát nữa đại phu tới mẹ sẽ tới coi con. Dạ. Mời. Lão gia, đại phu đã mời tới rồi. Tham kiến Dương già. Làm phiền đại phu nhiều. Nghe nói quản gia của lão già anh Phúc nói là quý công tử bị bệnh, làm phiền Dương già dẫn tôi đi coi đi. À, mời đi thưa bà. Mời. Cường, chơi gọi đại phu tới coi con. Thưa cha, con không sao rồi, không cần coi đại phu. Có bệnh tại sao không coi chứ? Con đã không sao rồi mà. Cường. Xin lỗi cha. Ê, coi bệnh phải coi lúc nhẹ.
Công tử dạo này điên điên khùng khùng, coi chừng để lâu chịu không nổi đâu. Ông nói sao tôi cũng mặc kệ. Đại phu đi về đi. Cương, tại sao không coi chứ? Con đã hứa với mẹ là ngoan ngoãn nghe lời mà, bây giờ lại nổi giận nữa. Con cho đại phu bắt mạch đi, coi là bệnh gì. Ngồi xuống đi con. Đại phu mời. Đại phu à, tiểu nhi là sao? Dương gia xin yên tâm đi. Quý công tử tuy là nhịp mạch hỗn loạn, nhưng mà không ảnh hưởng tới cơ năng điều hòa huyết mạch đâu. Ngoài ra nếu nhìn theo ánh mắt và sắc mặt của quý công tử, không có bệnh gì đáng ngại. Chỉ là... Chỉ là cái gì ạ? Cậu ý chí tâm đầu, thần quả thượng thân, dĩ nhiên sẽ có biểu hiện là phiền não bất an. Việc này có lẽ là liên can tới tâm trạng đó. Tâm trạng của nó? Phải. Có lẽ dạo này cậu lo âu quá, hay là tình cảm bị miễn cưỡng nên vậy thôi. Tôi sống vui biết mấy, không có lo chút nào. Sao lại không có? Không có sao lại đánh người bà bãi chứ? Phúc à, bộ nó đánh người ta hoài sao? À, vậy thì không, ý của tôi là cậu cứ la rồi người ta hoài đó. À, thôi vậy đi, cứ tự hút thuốc hạ lửa bớt giận an thần cho quý công tử hưởng dụng. À, mong rằng uống xong sẽ hết đó mà. Cảm ơn đại phu. Bận rộn cả ngày, rốt cuộc mới bắt được nó uống thuốc. Bữa nay có đại phu coi mạch cũng tốt, ít ra cũng biết nó không phải bị bệnh thất tâm phong. Nhưng mà bữa nay cử chỉ của nó thất thường, không biết là việc gì đó. Em hỏi hoài mà nó không chịu nói. Đại phu có nói mà, nói nó lo âu quá mức, đè nén tình cảm mà. Dạo này nó cứ tự nhốt mình trong nhà, buồn nào ủ rũ. Không lẽ có liên quan tới việc đó sao? Em nghĩ nó nhất định có việc muốn giấu mình đó. Hay là dậy ngày mai để anh hỏi nó. À, thôi đừng. Để nó nghỉ ngơi cho nhiều đi. Mình ráng khuyên can nó để cho nó vui mừng một chút. Đừng có gia tăng phiền não cho nó nữa. Tới chừng nó chịu nói, nó sẽ nói với mình mà. Dạo này anh cũng quá bận rộn về việc của triều đình, đã lơ là nó rồi. Em có bàn với anh là đưa nó đi quan Hàng Giang đó. Em nghĩ bây giờ mình bỏ ý định này đi. Tại sao? Tại vì bây giờ đưa nó đi, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì, ai săn sóc cho nó hả? Hơn nữa anh cũng nói là dạo này tại mình lơ là nó thôi, nên giữ nó ở bên cạnh, quan tâm nó nhiều hơn. Ừ. Cường. Thưa cha. Mấy bữa nay thấy sao? Có khỏe lại chút không? Cũng khỏe lại nhiều. Thời tiết đã trở lạnh rồi, mặc thêm áo nha. Sức khỏe của con không được khá lắm. Không biết được. Chán lắm hả? Dạ không. Tần Hồng Gia, Quách Từ Kinh tới tìm con mấy lần, ra ngoài chơi với họ đi, còn hơn tự nhốt trong nhà mà. Con không muốn ra ngoài. Tại sao? Con sợ lại gây họa. Con biết nghĩ vậy thì tốt rồi. Nhưng mà lần này con gây ra họa này cũng không thể trách con đâu. Tuy con hơi lỗ mã một chút, nhưng mà con có tấm lòng nghĩa hiệp như vậy là hành vi của đại trượng phu đó. Cha, bây giờ trong triều đình gian thần lộng quyền, tiểu nhân đương đạo, Thái Miếu lại bị sụp đổ, coi bộ đại đường lại bị tai kiếp rồi. Cha, tại sao đã biết võ học khi quân phạm thượng mà hoàng thượng lại không phế bả đi? Ê, thần không thể nghị quân. Nhà viết của mình mấy mươi năm nay đều khang phụ nhà Đường, an bang định quốc, đâu có biết bữa nay lại có đám giặc thần loạn tử. Coi bộ thích nghiệm trung ương đại đường lại lọt vào thân của nhà Tiết mình rồi. Cường, cha có con đã già rồi, trách nhiệm này có lẽ phải lọt vào thân của con đó. Cha hùng phong chưa giảm, con nhất định đi theo cha để phụ trợ Giang Sơn Lý Đường. Đốt đi, cha đã lâu chưa tập võ với con rồi. Nè, bữa nay cha sẽ thử con, tại vì bảo gia vệ quốc phải nói tài năng đó. Thưa cha, mời.
Thưa cha, thôi đừng, con thấy mạnh lắm. Bộ, vậy coi bộ con chưa lạnh lại đó. Thôi được, bữa nay cha tha cho con. Nè, nửa tháng sau con phải giận dỗi với cha nghe. Cha không biết, con về phòng chứ. Thưa cha, thưa mẹ, con thật là bất hiếu. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao phải là ta? Tại sao quá ta phải hại chết cha mẹ ta? Không được, Dương Phạm, ta không thể cho ngươi làm ẩu. Ta phải đuổi ngươi ra. Mẹ, sao vậy? Tới đọc sách của mẹ hả? Con thấy rảnh, định học thêm các kỳ môn trận pháp thôi. Bộ con muốn học về thuật ngũ hành hay sao? Vất vả lắm đó. Con thật lòng muốn học hay là chỉ vì ham chơi mà thôi? Mẹ nghĩ con chắc không có lòng đâu. Bây giờ hứng thú thì đâm đầu vào, mai mốt thì sẽ nói là mất hứng rồi đó. Thưa mẹ, khờ quá. Nếu như con muốn học, mẹ sẽ truyền hết những gì mẹ biết cho con, đâu có sao. Nhưng mà con phải một lòng một dạ học thì mới có thành tựu đó. Thưa mẹ, nói tới âm dương ngũ hành và các thuật coi bói, phải nói là từ gia gia có công lực thâm hậu nhất. Tiếc là ổng. Từ gia gia? Từ gia gia từng nói không được ra khỏi nhà trong 100 ngày, nếu không sẽ gặp tai kiếp lớn. Nhưng chưa hỏi ông cách giải thoát, làm sao đuổi khỏi tâm ma. Trên có hoàng thiên, nếu như ông trời thương hại cho nhà Tiết đời đời trung lương thì phù hộ cho Tiết Cương này. Đại ca mời vào. Chắc ông nội chưa ngủ đâu. Ông nội, ông nội à, Tiết đại ca tới rồi. Từ gia gia, cháu là Tiết Cương. Ông nội, ông nội, có chuyện gì sao chứ? Ông nội, có chuyện gì không? Tiết đại ca, ông nội cũng được khỏe lắm. Anh coi chừng giùm nha. Tôi đi sắc thuốc ông nội uống. Dạ. Ông nội, nghỉ đi nha. Cảm ơn Tiết đại ca. Cháu là Tiết Cương. Cháu đã phá giới 100 ngày. Cháu tới hỏi ông làm sao để đuổi khỏi tâm ma của Dương Phàm. Sao hả Từ gia gia? Từ gia gia, thực ra có cách nào không? Từ gia gia, Từ gia gia. Không lẽ Tiết Cương này thật bị. Hết sáu, chuyện nhỏ thôi. Còn thiệt là sao không nghe lời mẹ dặn vậy? Bỏ chạy lung tung hết. Ê, đừng có la nó nữa, dắt nó về đi. Đi về, đi về. Ê, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Đưa tay cho cha. Cẩn thận nha. Ê, đi về đi mà. Bữa nay có đồ ăn gì á? À, có canh đó. À, cẩn thận, cẩn thận. À, từ từ đi. Tại sao ông trời lại trừng phạt mình như vậy?
sao? Tại sao? Dương Phạm, có gì thì ra đây để giết ta. Làm gì đâu phải là anh Hùng Bảo hả? Ra đây đi. Dương Phạm, trời trên người, ngươi dám hại mẹ ta. Dương Phạm, ngươi muốn tiêu diệt nhà Tiết, ta không để cho ngươi tội nguyện đâu. Ta phải đuổi ngươi ra ngoài. Không có ta, cái dòng của ngươi sẽ không thành công. Cùng lắm ta và ngươi chết chung thôi. Ăn đi, ta cho ăn lần cuối cùng, sẽ không có dịp nữa. Cậu hai, dọn cơm rồi ra ăn đi. Cậu hai, cậu định đánh tôi sao? Chú Phúc, cảm ơn chú đã săn sóc tôi mười mấy năm. Tôi rất khó dạy, thường hay phá chú. Xin lỗi nha. Đổi tánh rồi. Không lẽ mấy thằng thuốc đó lại linh nghiệm như vậy hay sao? Thưa cha, thưa mẹ. Ăn cơm đi. Giờ rồi con đi đâu vậy? Dạ không, con đi dạo chút thôi. Nè, sao dạo này không thấy quận chúa qua thăm con vậy? Hôm đó con đã thất lễ, có qua phủ xin lỗi không? Dạ không. Con đã phó cả ngày rồi, chắc đói bụng lắm rồi. Ăn cơm đi. Dạ. Thưa mẹ, mẹ ăn đi. Có phải thấy mẹ nói nhiều quá, muốn bịt miệng của mẹ lại không? Dạ đâu phải. Em của em nha, thằng con nghịch ngợm thì nói là khó dạy. Thằng con hiếu thảo, em lại cười thằng con, thì không biết nói gì. Em không muốn gì hết, chỉ mong nhà mình được sớm ngày từ quan về quê, hưởng những ngày yên vui thanh bình mà thôi. Còn thằng Cương thì em mong nó cưới được người vợ tốt, chừng đó chúng ta con cháu đầy đàn, vui lòng biết mấy. Chỉ là quốc gia nhiều chuyện, thật ra anh cũng mong có được ngày hôm nay đó. Cơm mẹ, con không muốn ăn, con về phòng trước. Con thật bất hiếu. Từ nay con không thể hầu hạ cha và mẹ nữa. Cha mẹ hãy bảo trọng. Dương Phạm, ân oán giữa ngươi và nhà Tiết ta rốt cuộc đã có cơ hội kết liễu. Tuy ta không có cách đuổi ngươi ra, nhưng dù sao ta có thể phân hận kẻ với người trên đường xuống suối vàng. Cương à, Cương à, đã xảy ra chuyện gì? Thưa mẹ, con không sao. Con nhất định là có chuyện mà, nói cho mẹ biết đi. Mẹ đừng hỏi con, con không biết gì hết. Con nói đi, con nói ra đi, mẹ sẽ giúp được con mà. Không có, không có chuyện gì hết. Thưa mẹ ra ngoài đi.
Có phải con có điều gì không thể nói ra hay không? Hay là làm những gì không thể cho người biết? Con... Thưa mẹ, con không phải muốn giấu mẹ, con không muốn hại mẹ. Con là tà ma yêu quái, bị ma nhập mình. Dương Phạm đã nhập vào mình con để hại cha và mẹ, bắt nhà Tiết mình tuyệt tử tuyệt tôn. Con nói cái gì? Sau khi Dương Phạm nhập vào mình con, khi con kích động, tà ma sẽ xuất hiện. Có một đêm, từ dạy dạy được con thái thái miếu để giải thích ngụ ý của bức tranh, nhưng đột nhiên tà ma của con xuất hiện. Tại sao con nói sớm cho mẹ biết hả? Thưa mẹ, giờ đã vô dụng rồi. Cách tốt nhất là giết chết con, vậy mới có thể tiêu diệt Dương Phạm. Nhưng con tự giết không nổi. Thưa mẹ, mẹ giúp con đi, mẹ giết con đi. Con không muốn làm tội nhân của nhà họ Tiết. Mẹ. Thưa mẹ, mẹ nói chuyện giúp con mà. Mẹ giết con đi. Chính mẹ đã hại Dương Phạm. Chuyện này phải do mẹ gánh hết. Mẹ nhất định sẽ nghĩ cách để giúp con, nghĩ cách đuổi đi tâm ma cho con. Vô dụng thôi. Con tin mẹ đi. Cho dù mẹ phải hy sinh, mẹ cũng phải cứu cho được con. Mẹ, con không cần phải lo, nhất cũng có cách mà. Dạ. Còn chuyện này con đừng có nói với cha con biết, để ông khỏi lo lắng cho con. Dạ con biết. Vô đi. Chào mẹ. Mẹ có vẻ mệt lắm, suốt đêm không ngủ hả? Suốt đêm mẹ cứ lo đọc sách, không ngờ đã đọc tới sáng. Thưa mẹ, thôi đừng tìm nữa, con không muốn mẹ lao tâm vì con. Cương à, chỉ cần còn một tia hy vọng, mẹ cũng không bỏ cuộc đâu. Cương, Cương à. Thưa mẹ con không sao, con về phòng nghỉ nha. Con không sao. Thưa mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ, mẹ không sao. Vừa rồi vẫn công quá mức thôi, nghỉ một chút sẽ hết. Thank you.
Vào đi. Sao xin năng dạy khi dạy còn ngồi tọa luyện công? Bây giờ quốc gia đang lúc dùng người, em sợ là võ công của em giảm sút sẽ ảnh hưởng tới quay danh của Tiết Dương gia anh đó, cho nên mới tập vợt lại thôi. Ủa, thằng con đâu rồi? Ra ngoài chơi hả? Chắc là nó ở trong phòng đó. À, dạo này thằng con coi bộ đã nên thân nhiều rồi. Nó nói là phải siêng năng học hành, không ra gây họa nữa. Coi bộ chắc là trúng tà rồi đó. Chuyện gì vậy? Không có gì. Anh nè, bữa nay anh lên triều có việc gì không hả? Bữa nay Trương Thiên Tả đã hiến dâng ra 800 vạn lượng. Hắn nói là của bá tánh cù hắn hiến cho hoàng thượng để xây các hậu điện. Anh nghĩ đây là ý của võ hậu mà thôi. Đã dơ dế bóc lột dân lành. Bây giờ thái miếu bị sụp, bức tranh vẽ cũng tiêu tan hết. Anh nghĩ đây là chủ hùng đó. Từ Mậu Công nói bức tranh vẽ đó liên quan tới số mạng của Giang Sơn Đại Đường và nhà Tiết của mình. Coi bộ số mạng của Giang Sơn Đại Đường phải do nhà Tiết của mình gánh vác mới được. Chỗ mà có rắn độc xuất hiện, trong bảy bộ nhất định có thuốc giải độc. Không lẽ là tâm ma ngoại ảnh, tâm ẩn đại pháp? Thím Sơn, mời thím ngồi. Ông nội, thím Sơn tới thăm ông nội. Tự gia gia. Thím Sơn, ngồi chơi nha, cháu đang ngồi một chút. Cảm ơn cháu nhiều. Không có chi. Xin mời. Tự gia gia, ông khỏe lại chưa? Thằng Cường đã nói hết chuyện đó với cháu rồi. Xin lỗi ông nha, đã liên lụy ông như vậy. Vừa rồi cháu có tới thái miếu, phát hiện ở đằng sau bức tranh còn có một bức tranh khác. Nè, trên đó có viết 4 câu thơ và đã vẽ mấy bức hình ở trên. Cháu định nhờ ông coi giùm trên đó có cách cứu thằng Cương hay là không. Nếu như phải thì ông chớp mắt một cái. Vậy có phải là ở trên thủy đàm dụng tâm ẩn đại pháp không hả? Có phải không? Có phải không Từ Gia Gia? Được. Bây giờ cháu về chuẩn bị tất cả. Cảm ơn Từ Gia Gia. Ông nghỉ ngơi đi nha. Mai mốt cháu trở lại thăm ông. Cảm ơn ông nhiều. Cương! Mẹ! Rốt cuộc mẹ đã tìm được cách cứu con rồi. Thật hả?
Cái gì đây? Nè, bắt đầu bây giờ mẹ phải bế quan 3 ngày, mong có thể đánh thông được tâm pháp ý khí tâm mạch của mẹ. Thưa mẹ, mẹ làm vậy sẽ hao tổn nguyên khí lắm, không chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đó. Con đừng lo, mẹ không sao đâu mà. Hay là đừng thử nha, con phá giới 100 ngày rồi sẽ hại chết cha và mẹ bất chợt. Vì cho cả nhà, hay mẹ giết con đi. Cương à, bây giờ đã tìm ra cách cứu con rồi, tại sao mình không thử chứ? Thưa mẹ, con sợ mẹ bị nguy hiểm. Cương, con là con của mẹ, sao mẹ lại bỏ con? Đừng nói nhiều, bây giờ mẹ đi chuẩn bị các thứ. Nè, con ở trong phòng ngồi tọa, phòng hờ tâm ma quấy nhiễu nha. Nghe lời của mẹ. Dạ con biết. Ủa, sao em mặc áo đạo sĩ vậy? Không, em phải bế quan 3 ngày. 3 ngày sau em sẽ lập đàn. Mấy bữa nay em không thể bị người ta quấy nhiễu, phải nhờ anh coi chừng giùm nha. Khi không sao lại phải lập đàn chứ? Em định làm phép sao? Phải, em định cầu phước cho nhà Tiết mình, phù hộ cho nhà Tiết được bình an, tai qua nạn khỏi. Còn nữa, anh phải coi chừng thằng Cương giùm em, đừng để cho nó đi ra ngoài. Lê Huê, dạo này sao em có vẻ thần bí quá vậy? Em với thằng Cương có chuyện gì giấu anh hả? Đã nói không có. Em làm như vậy chỉ là cầu trời phù hộ cho nhà Tiết. Mình là vợ chồng 20 mấy năm rồi, nếu em có gì giấu anh chắc chắn là có lý do của em đó. Vậy anh không hỏi em nữa. Anh hiểu được là tốt rồi. Nếu mà sau khi thành công, em nhất định sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Đi con thằng tẩu. Cậu sao chứ? Cương. 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 Cương.
Thưa cha, con có biết hồi nãy con như phát cuồng lên, đi phá đám tế đàn, như bị tà nhập vậy. Con, còn cái gì chứ? Nói cho cha biết đi. Không có gì. Còn nói không gì? Hồi nãy con đã phát đi xông vào phòng luyện công của mẹ con. Con biết mẹ con đang luyện công không? Mẹ đâu rồi? Mẹ không sao chứ? Mẹ thì không sao, nhưng thật ra con bị chuyện gì vậy? Con không nói được đâu. Tại sao vậy? Con nói ra cha sẽ càng nguy hiểm. Ủa? Đợi mẹ xuất quan xong thì cha sẽ được rõ. Vậy được. Nè, con ở lại nghỉ ngơi chút, có chuyện gì thì qua tìm cha nghe. Dạ. Tiếc là chỉ tập được 3 ngày, đành thử một phen mà thôi. Cương. Thưa mẹ, mẹ không sao chứ? Sắc mặt của mẹ tái lắm. Mẹ không sao đâu. Mẹ đã thành công xuất quan, có thể dựng đàn đuổi tà cho con. Mẹ à, hay là bỏ qua đi, dùng tóc bất đạt, mẹ làm vậy nguy hiểm lắm. Con không cần nói nữa. Mẹ hiểu được tâm ý của con. Mẹ có người con như con. Thưa mẹ. Thôi được, con hãy đi chuẩn bị đi. Thưa mẹ, con lại liên lụy mẹ. Ủa, xuất quan rồi hả? Sao có vẻ tiều tụy quá vậy? Em không sao. Thủy đàn đã chuẩn bị chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Phu nhân à, chuyện này có phải liên quan tới thằng Cương không hả? Anh đừng hỏi dội. Sau khi làm phép xong, em sẽ kể đầu đuôi cho anh nghe. Còn nữa, để lát nữa dù nghe tiếng gì, anh cũng đừng tới hậu sơn nha. Tại sao nhất định phải thử xong rồi mới nói cho anh biết chứ? Bộ chuyện này nghiêm trọng lắm sao? Anh đừng lo, em không có sao đâu. Em phải về phòng chuẩn bị. Lão già, thằng Cương là con duy nhất của mình. Mai này dù xảy ra việc gì, anh cũng phải cố gắng giữ lại đứa con nha. Thank you.
Nguyên thần Dương Phàm lập tức rời khỏi xác, nếu không ta sẽ giết người. Phàm Lê Quê, ta quyết không rời xác. Có giỏi thì cứ giết ta đi. Mày giết ta thì coi như là giết con người. Mày giết ta đi. Tại sao ngươi không giết ta? Giết ta đi. Nếu ngươi giết ta thì ân oán của mình sẽ được kết liễu. Ê, lão gia, phu nhân có nói là bên ngoài có chuyện gì cũng không nên ra ngoài. Lão gia, Lê Huy, Lê Huy, Lê Huy, Lê Huy, sao lại như vậy hả? Lâu nay em đã giấu anh. Nguyên thần của Dương Phàm đã nhập vào mệnh thần cương. Hắn tìm nhà tiết mình để trả thù. Em không đủ sức đuổi nó ra khỏi mình của thần cương. Thì sao lại nó? Để anh giết nó. Đừng có giết. Không phải lỗi của nó. Lỗi này là do em gây ra. Đình Sang, nó là con của anh mà. Nó là con của anh, nhưng mà trong mình của nó có tâm ma của Dương Phàm. Vậy nghĩa là ma quỷ, anh không giết nó sao được? Anh đừng giết hại nó. Anh nhất định phải giúp nó. Đuổi đi, đuổi tâm ma. Được, anh hứa với em. Đến sao? Lê Huê, em thấy sao hả Lê Huê? Lê Huê, từ nay anh phải tự chăm sóc lại mình. Được, nhất định phải tìm cách đuổi đi tâm. Đi Huê, Lê Huê, Lê Huê, Lê Huê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.